Vanish contrast, độ sáng và tương phản. Các bạn chọn vào đây. Các bạn có thể tăng giảm độ sáng tối. Sau khi tăng giảm độ sáng tối, chúng ta có thể kéo độ tương phản. Tương phản giữa vùng tối và vùng sáng, tạo bức tranh chúng ta có chiều sâu nhiều hơn. Nếu check vào đây, cường độ sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi có thể kéo thử, các bạn thấy. Sáng rất nhanh và độ tương phản cũng mạnh hơn rất nhiều, dường như cháy ảnh. Bên cạnh đó, chúng ta có tùy chọn auto ở đây. Ngoài ra, sau khi tăng xong, chúng ta có thể qua bên này để thấy cái mặt nạ. Density, mật độ dày đặc lên 100%. Nếu tôi giảm đi bằng 0% thì sao? Thì đối tượng chúng ta sẽ bị tác động ít hơn. Với điều kiện chúng ta phải tác động mặt nạ ở đây, các bạn có thể vẽ bằng brush hay bất kỳ công cụ gì. Nếu chuyển qua đây, chúng ta muốn xóa lệnh đi, bấm thùng rác. Muốn reset ban đầu, bấm vào đây. Và nút này chỉ để tác động cái lệnh này xuống layer thứ nhất mà thôi. Giả sử tôi kéo chọn hai layer. Nếu như mất bảng này rồi, chúng ta nhấp nút vào phần mặt trời này, nhấp nút hai lần từ trái vào. Nếu bấm vào đây, nó chỉ tác động một layer ngay bên dưới nó mà thôi. Còn bên dưới cùng này hoàn toàn không bị. Đó là ý nghĩa của Vanish Contrast. Nếu như các bạn không thấy cái biểu tượng này, các bạn vào phần này, Window, bấm Adjustment là nó tự động xuất hiện cái thành công cụ ở đây. Tiếp theo chúng ta cùng nhau chỉnh công cụ Level. Chúng ta chọn Level. Thì cái này hết sức đơn giản mà thôi. Vùng bên tay phải chúng ta đại diện vùng sáng nhất và tay trái tối nhất, ở giữa là trung gian. Chúng ta có thể kéo từng vị trí này. Các bạn cũng có thể chọn những tùy chọn như Auto hoặc là dùng những tùy chọn có sẵn, những thiết lập sẵn. Giả sử như sáng hơn hay tối hơn, tôi có thể chọn default. Với bức hình này, chúng ta có một thủ thuật chỉnh sửa như sau. Tôi sẽ xác định phần sáng nhất của nó và phần tối nhất của nó. Các bạn nhấn chặt phím Alt+ trên bàn phím và kéo phần tối nhất. Tôi nhận định ở diêm vải này, chúng ta có phần tối nhất. Tôi sẽ dùng phần tối nhất cho phần đây. Và phần sáng nhất tôi cho phần trung gian, có thể là cái đèn này. Thì tấm hình chúng ta trông tương phản hơn rất nhiều. Chúng ta cũng có thể kéo đối tượng này tăng lên, chỉnh cho đối tượng này hoàn toàn trông đẹp hơn.